Rồi, chào mừng anh em ha, lại là mình đây. Hôm nay ngày 11 tháng 11 luôn. Bốn con số 1. Tan mình có 2 cây. 2 cây hệ nha anh em. Tay nhựa, cánh quạt nhựa không à, Kawasaki ha. Động cơ siêu siêu nhảy nổ không? Còn mở siêu siêu mới luôn anh em. Mấy hệ anh em thấy không? Không lót à, lót miếng lót mà, còn miếng lót bên này cũng có ha. Chỗ tay mình chỉ thôi. Đúng không? Đây. Không là mất thời gian anh em ha, chào anh em trước đi. Thì chúc anh em luôn mạnh khỏe, trẻ và đẹp nha. Quan trọng là chỗ đẹp đẹp đó. Rồi, vô cây nào mình test cây nấy, đi với cây nào thì mình sẽ test cây nấy cho anh em coi, cho anh em dễ chọn lựa luôn ha. Thích, thấy phù hợp thì alo mình sẽ gửi cho anh em. Rồi anh em máy tới nhà, anh em cứ kiểm tra. Đổ xăng pha nhớt xong, rồi anh em đổ vô kiểm tra. Tại vì máy hai thì anh em kiểm tra xong rồi phải trả tiền ha. Mình thì có thể lợi gì đó, còn mua bán thì anh em biết rồi, có gì cho mình hay để anh em mình bàn ha. Tại vì cái vận chuyển đó nè, người ta vận chuyển đó thì tới nó, nếu mà nó có rủi ro gì đó, bể biết rồi gì đó, thì mình bể thùng mới rồi, có gì đó thì anh em mình trao đổi nhau ha, rồi xử lý. Cũng có rất là nhiều anh em cũng thương mình, nó có sự cố gì đó nhưng mà cũng bàn bạc nha, cũng có cách giải quyết hết à. Tại mua bán online mà, cho nên là nó cũng có khi anh em thấy máy trên này thấy nó không đẹp lắm, nhưng mà về mở máy ra khu ra cái là vừa bụng liền. Tại nhìn kỹ được á, những ốc vít hoặc là những chỗ nơi mà mình không quay được, có khi màu máy đồ mà quay buổi chiều buổi sáng rồi nọ, cái màu máy nó không có được đẹp, nhưng mà qua ngoài đẹp lắm anh em ơi. Mấy cây này thiệt mình làm nhiều năm mình biết, mình giờ cái cả trăm cả ngàn cây đó, nó cái số đẹp nó xịu à, còn cái số mà thường thường xài được đó thì nó cũng nhiều, còn số nát rồi thôi quá nhiều luôn. Thôi cây này thì 45 nè anh em, cái dòng này cũng là anh em mới thấy ha, nhưng mà cũng có nhưng mà không. Rồi cái này thì 60 ha, cây này xài cho gia đình nè à, anh em cỡ 10 cả 20 tông trở lại á, thay vì mình mua cái máy Trung Quốc ha, máy cây sai Trung Quốc thì nó cũng 3.6 3.8 gì rồi ha, nếu mà ở chỗ bán rẻ. Còn mà nếu bán đúng thì nó cũng mắc hơn chút đỉnh. Nhưng mà thôi, cây này thì mình bán giá thì anh em chơi được đó, theo mình nha. Thứ nhất là máy Nhật, tay nhựa, cánh quạt nhựa luôn, mà công suất của nó là 45 ha. Nó chạy là máy Trung Quốc, không có nghĩa chi dê hết em. Cái dòng Kawasaki máy siêu nhảy nổ này, cái dòng máy Kawasaki này, động cơ này thì cái quạt này với cái kiểu này, những cái này thì anh em đã biết rồi ha, không có lo lăng tăng gì đó. Xài gia đình cũng cái cây này thì cỡ 20 công 30 công đất đó, gia đình đó, trở lại đó. Anh em nào mà không gấp làm thì từ từ làm á, cho nên còn cái này thì làm gia đình được đó. Làm tiếp anh em luôn cũng được nè ha, nhưng mà nó thì công suất nó hơi lớn đó, nó mỹ miều. Hai cây này thì phong trần cực kỳ, anh em thấy rồi ha. Thôi bây giờ vô đi, cây trước tiên cây này đi ha. Giá nè, cái ngày cái tên của nó là anh em có nói, nhưng mà hỏi mình nó thì cái cây 11 tháng 11 anh em, cây này mình bán 4 triệu, nó nặng có 9 kg thôi. Đó. Có rất là nhiều anh em không gọi mình lên cây 9 kg mà 15 thùng 15 lít, cũng có nhiều anh em hỏi. Rồi cũng có nhiều rồi bán cho anh em. Rồi anh em cũng có nhiều anh em khác hỏi nữa, nhưng mà đầu cái thùng phải lớn hơn. Đó. Thì bây giờ đáp ứng nhu cầu đó thì yêu cầu của anh em thì mình cũng làm cây này nó 9 kg, đốt tay tại sao nó nhẹ ha. Tay nhựa, cánh quạt nhựa là nó nhẹ, mà cái động cơ của Kawasaki nó mà 45 nữa anh em, 45cc nữa thì anh em khỏe lo ha. Nè, cái dòng máy này thì anh em biết rồi ha, nó giống giống như nhau đó. Cái tay nhựa, cánh quạt nhựa thì cái mẫu, cái form nó giống hệt nhau nó ha. Cái này là riêng theo bán nha anh em, cầm dây này dây da nguyên bản nè, anh em mới coi thì chưa xét hết gì hết nè. Anh em cây này thấy mới dữ lắm nha anh em nè, dạ, tươi luôn nha ha, dạ, ché luôn đó, anh em có nhiều anh em nói dạ, ché luôn đó nè. Từ con ốc luôn, mấy cái chỗ này dễ xét lắm, ở đây anh em coi nữa, dạ, ché luôn nè. Coi cái dạng ché luôn đó, chưa xét ốc này này là inox không ha. Tay nhựa nè, cánh quạt nhựa nè, đỉnh nè, dây ghim nè, nhịp lưng ấp lưng ghim nè ha. Thùng á, à đúng rồi, mình có nói với anh em có nữa, cái thùng này tương đối lớn nha. Thùng này nè, để anh em nó có đóng thùng ở đây nè, qua đây nè ha. Đây nè, nên mình kỹ cho mình nha. Đây là 20 lít ở đây nè, nó mình quay kỹ cho anh em nghe. 20 lít đóng gió đây nè, lên đây nó có đóng một nấc nữa nè ha. Đây là số 23 hay là 25 gì đó ha, mà mình nhìn không kỹ nha, cái này anh em về coi kỹ cho mình, chỗ ngón tay mình chỉ nè ha.
anh em coi kỹ cho mình, hàng này coi kỹ nè. Nó mình nhìn cũng không rõ lắm nhưng mà nó chắc chắn là trên 20 lít, 23 lít rồi, chắc chắn là trên 23 lít đi. Cái này lên này 24 là chắc chắn. Mà mình cứ thủ vậy đi ha. Nó đóng 23 thì mình lên 24 thì chắc chắn rồi ha. Lên đây còn từ đây lên cái khúc này nữa thì mình đổ lưới vô mình đẩy nắp xuống lên thêm một ký nữa là chuyện bình thường, 24 ký là chuyện bình thường. 24 25 rồi vậy đó ha. Thôi giờ thì nó có đóng như mình nói như đây. Cây này thì động cơ là 45 nha anh em. Cái dòng 45 này ít thấy. 40, 41 có, 45, 47 có luôn, 57 có luôn, 60 có luôn. Rồi công an xe này 45 thì rất là ít ha. Cái đóng mắc kính da băng đó thì anh em không cần phải lo kiểm đâu ha. Trong cái nắp này, dỡ nắp này ra hình như nó cũng có trong lưng này nè. Rồi dỡ nắp này ra nó cũng có mắc kính da băng nó đóng trong này ha. Dòng máy này thì anh em khỏi lo nè. Dàn khe luôn nè anh em. Dàn ché luôn á, anh với anh em nói dàn ché lại nè. Dàn như dàn C24 nè, dàn ché luôn nè anh em. Lắp máy nè. Riêng nguyên bản anh em, ốc này là còn sơn luôn đó. Anh em nhìn thấy cái ốc này. Cái ốc này là ghim hết nha, ghim từ con ốc luôn đó. Cô ghim mà nó còn trắng phiếu gì nè, anh em biết rồi ha. Nè, qua cái bô mới là quan trọng. Bô còn trắng tươi nè anh em ha. Chưa có một miếng sét nữa. Ốc bô nè, anh em nhìn cái ốc bô nè. Đó, ha. Chưa có sét luôn. Cho nên là cây này cực kỳ, theo mình đánh giá nó cực kỳ cao. Nó còn mới cực kỳ, nghe tiếng nổ của đi anh em. Là anh em sẽ biết rồi, cái dòng máy này á. Bơm xăng ha, cái xăng chảy qua ốc lớn này nè. Đừng nhìn vô đây quá như anh em lé à, nó vàng ché luôn á. Lé mắt anh em luôn nha, mới nhìn mấy chỗ vàng này đừng nhìn quá. Nó chơi như này cho vui ha. Nào né, vàng khè nó ché, vàng ché luôn á, né ra nghe, đừng có nhìn quá. Lé mắt của mình. Rồi giật nhẹ thôi nha. Ai muốn làm chạy cũng chết. Binh con on con on con on con on con rồi xuống hết ra tắt nha, tiếp tiếng luôn, kinh rồi tắt xuống hết ra lại tắt nha, rồi lên ra trở lại giật nha, giật nhẹ thôi nha. Máy này là máy Nhật thì anh em biết rồi. Ghê gớm, nó nổ bính kinh con on, hơi nó căng anh em nghe tiếng nổ ra trong thi nữa thôi. Ổ cái tiếng đổ nó đã nè. Thùng này thùng lớn nữa. Rồi xuống hết ra tắt ha. Nó không sạc công tắc cái dòng này cũng như cái dòng kia thôi. Anh em nhìn nè. Trời trời cái bình xăng như khui thùng luôn nha. Vàng ché luôn. Nhớ nha đừng nhìn mấy chỗ vàng vàng này ché này nha. Đừng nhìn kỹ đó, nhìn sơ liếc rồi. Giống như gặp người đẹp vậy đó. Nó nhìn không nhìn thẳng người ta được. Nó nhìn liếc nhìn thôi, né ra. Có vàng là nó có ché hả anh em ơi. Nên là gặp phụ nữ đẹp là cái gì. Mới né nhìn, đừng có nhìn kỹ lắm. Mấy anh em 9kg nha. Rất là nhiều anh em yêu cầu sử dụng mấy máy này. Riêng nguyên bản hết, từ A tới Z hết, mình bao hết. Rồi qua cái tiếp nha. Cái này thì quá đỉnh rồi, mình đá mà không có nói nhiều rồi ha. Ngày 11 tháng 9 mình đoán cây này 5 triệu, nó nặng 12kg. Do đâu nó nặng 12kg, đó, thứ nhất là động cơ nó công suất nó lớn hơn 60cc ha, thùng 26 lít, đây nó có đóng đồ đây rồi, 25 tới đây nè anh em, nè số này 25 thì mình nhìn rõ, mà số bên kia là số 3 nó nằm giống, nằm tới đây lên đây là dư ha, nè ốc chích nè anh em coi nè, tốt nè, mấy chỗ này chưa có miếng sét nào, dây vải này cũng ghim nha anh em, nè. Ốc này nó ghim nha, chưa mở nha anh em. Mình chỗ này chưa xét luôn anh em biết là nó ghim mà nó cỡ nào, nó nằm dưới đất bộ lăng bộ lóc mà nó chưa có xét là anh em biết đó. Nó có gắt đầy miếng này anh em, cái góc này lấy cái băng keo dán lại giùm mình ha. Nè anh em nè. Đây nè, giờ ché nè em, vàng nè, đây mới là vàng ché nè. Ha. Hai cây này quá đỉnh. Vàng như vàng 24 vậy. Nó như đồ kia mà nó đóng ngoài đó.
anh em nhìn thấy này, này không thấy máy hình dây băng phải không, máy này không thấy phải không? Cái này cũng có nữa nè. Rồi muốn thấy này dở nắp này ra, trong này đóng trong lóc ốc vít nè đó. Anh em coi nè, sạch sẽ đẹp đẽ bóng lưỡng luôn. Cái như bệnh như cái khui này đó anh chị. Té mặt nó bô nè, bô cũng còn sơn vẫn nữa ha. Nè, miếng lót nè, cây nào cũng có miếng lót rồi đầy đủ hết nè. Rồi quan trọng là tiếng nổ đi. Rồi nghe nghe tiếng nổ không, quá đỉnh rồi ha. Giờ máy này mình quen rồi. Rồi xuống hết ra tắt ha. À nhắc có một chút lớn lũng đang chút xíu mà anh em này giá keo là cho mình nha. Cái này trước cái này thì nó ghi nguyên bản hết. Thì cái này thì nó mất cái kia chút lĩnh. Chứ máy cũ mà, máy bãi mà được về tới Việt Nam mình mà nó được gì đây là mình đã làm đồ anh em chạy lúa dài lúa mộng gì đó mình lo hết cho anh em, mình bao hết sao kê hết. Có nhiều anh em lo lắng lăn tăng gì đó, mình đã cải tiến mình cũng hoàn chỉnh rất là nhiều rồi. Cho nên cái này cái máy còn đẹp, tiền nó rẻ, vừa túi tiền của mình, vừa công việc mình, đúng công việc của mình, đúng khả năng của mình, đúng tầm của mình là quất. Mình mua máy xịn chút thì nó đỡ cực nhọc chút xíu anh em. Cái cực mình không có sợ mà nó nhọc á, sợ cái nhọc anh em. Tới công chuyện làm rồi mình đã làm tất bật, tới mùa vụ đã tất bật, đã mệt rồi, đã cực rồi, nó gặp nó còn nhọc nữa, nó nhọc nhằn thêm cái nữa thì nó cực vô cùng, nó mệt vô cùng. Cho nên là mình mua mấy cái này như mình để mình làm cổ trong gia đình vậy thôi, giống như mình mua một chiếc xe Trung Quốc với một chiếc xe Nhật vậy thôi. Mình mua chiếc xe Nhật thì chạy để là bao lâu, giá thành nó cao hơn nhiều, nó không có nhiều. Chẳng hạn như chiếc Venpha với thường của mình với là chiếc Honda của Trung Quốc thì nó chênh lệch nhau cũng dài triệu, 2 triệu vậy. Nhưng mà để bao lâu đem ra chiếc Honda vậy? Giật đạp là nó nổ, đề nó nổ là đi. Còn cái xe quốc chưa chắc anh em ha. Thì tiền nào thì đồng ý với mình, của nấy thiệt, nhưng mà sống ở đời mình phải gán 1 tỷ là ok hết à. Chứ không gán không có được, cũng khó mà có được ha. Rồi vậy nha, mình nói nhiều quá. Lâu lâu nó chơi chuyện chơi cho anh em đỡ buồn. Anh em mình thì lâu lâu mới gặp được lần, đâu phải gặp hoài đó ha. Rồi lần nữa mình chào tạm biệt anh em nha. Chúc anh em với gia đình luôn luôn mạnh khỏe, trẻ và đẹp nha. Bye bye anh em.